Yo, chào mừng các bạn đã đến hoặc là quay trở lại với channel của GiveN. Trên bàn đây đang là rất là nhiều những món đồ vừa xịn sò nhất, vừa là mới nhất đến từ Intel Gen 12. Bên trong cái dàn band này mình đang lắp cho các bạn một con coi 5-12600K, một con CPU mình nhắc cho các bạn rất nhiều trong những số hỏi đáp vừa qua. Và cảm ơn Gigabyte vì đã tài trợ cho tụi mình trong cái video clip này. Họ đã gửi cho tụi mình comment, gửi cho tụi mình cái tảng nè và cả con Vega nữa, nhưng mà mình xài một con Vega khác cũng là của Gigabyte nhưng mà là 3080T ha. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay video này để cùng tìm hiểu sức mạnh của coi 5-12600K là như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những món đồ mình đang sử dụng trên đây. Hệ thống của mình sử dụng đầu tiên phải nói về CPU. Đây là coi 5-12600K, mình đã có nhắc rất nhiều về em này. Nó sử dụng là 10x16 luôn, với cấu trúc sẽ là 6 nhân to và 4 nhân nhỏ, xung rất là cao. Boost của đa nhân sẽ lên tới 4.9GHz với nhân lớn, còn boost đa nhân 3.6 đối với nhân nhỏ. Con CPU này là rất là mát mẻ, hiệu năng rất là đỉnh chót các bạn ha. Đối với main thì mình sử dụng là Gigabyte Z690 Aero, sử dụng DRAM 4. Đây là con mainboard được định hình nằm ở phân khúc dành cho creator, được trang bị rất là nhiều những công nghệ xịn sò. Phiên bản mainboard này hỗ trợ chúng ta rất là nhiều những công nghệ xịn sò. Và các bạn lưu ý á, đây chỉ là một phiên bản sử dụng DRAM 4 mà thôi. Tuy vậy, nó vẫn hỗ trợ bus RAM rất cao lên đến tận 5333MHz, tức là ngang ngửa so với những con DRAM 5 luôn các bạn ha. Bên cạnh đó thì support luôn cho các bạn cả RAM ECC, dàn VRM rất là dày đặc, hỗ trợ tốt như những con Core i9 thế hệ mới nhất. Bên cạnh đó là các bạn sẽ có được những cái chuẩn Wi-Fi rất là xịn sò như là Wi-Fi 6 này, USB-C chuẩn 3.2 các bạn ha. Có một cái đặc biệt mà mình nhìn thấy ở trên con main này, đó chính là nó hỗ trợ cho các bạn tới tận 4 khe PCIe Gen 4. Trong đó sẽ có một khe được khiển bởi CPU, còn 3 khe còn lại sẽ được khiển bởi chipset. Cặp RAM mà mình sử dụng trong bài test này là cặp RAM hôm bữa tụi mình có test cho các bạn là HyperX Fury Beast RGB với bus là 3600MHz. Vega tụi mình sử dụng sẽ là một con 3080Ti GeForce RTX đến từ Gigabyte phiên bản Eagle 3 fan các bạn ha. Đây là một con Vega rất mạnh và gần như là đầu bảng rồi. Xin lỗi các bạn là mình không có được 3090 là do thời điểm hiện tại đang bị khan hàng khá nhiều. Cuối cùng là bộ nguồn thì mình sử dụng là bộ nguồn 650W 80+ Bronze đến từ Hydro. Và để tản nhiệt cho cái con CPU của chúng ta thì mình sử dụng một con RAT 240 đến từ Gigabyte, thì họ không có gửi kèm cho tụi mình luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bài test ngày hôm nay. Bài test của tụi mình thì mình sẽ sử dụng cho các bạn là 3 phần mềm chính. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng Cinebench R23. Thứ hai là mình sẽ sử dụng là một cái trình Benchmark là 3DMark, các bạn có thể thấy là mình mới chấm xong ha. Và cuối cùng thì mình sẽ test game với hai tựa game Benchmark là Shadow Tomb Raider và một tựa game là Final Fantasy 15 Benchmark. Và mình lưu ý cho các bạn, hệ thống này mình không ép xung, mình test ở stock thôi, mình không ép xung ha. Và phiên bản Windows của mình đang sử dụng là Windows 10 chứ chưa phải là Windows 11 mới nhất, để tối ưu cho hiệu năng của con Core i5 này. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ test cho các bạn con Core i5 này trên cái môi trường Windows 11 để xem coi là hiệu năng nó có chênh lệch so với Windows 10 hay không. Và ở trong BIOS thì mình cũng đã có tinh chỉnh lại một chút, là mình đã bật Max TDP ở Power Limit 2 của con này là 150W để chúng ta bùng hết sức mạnh của con này ở xung stock. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay vào bài test đầu tiên. Đi đến bài test đầu tiên là Cinebench R23. Đây là một bài test có AVX và trước đó mình đã test với lại Core i9-12900K. Mục đích của bài bench này là để xem hiệu năng của một hệ thống chạy i5 DRAM 4 có mạnh hay không, lẫn là nhiệt độ hoạt động của nó tối đa nằm ở bao nhiêu. Kết quả chấm điểm cho ra rất là bất ngờ thì các bạn ha. Sau 3 lần test liên tục thì mình ghi nhận điểm đa nhân cao nhất của con Core i5-12600K này là khoảng 17.800 điểm đa nhân, còn điểm đơn nhân cao nhất sẽ là hơn 1.800 điểm. Nếu mà các bạn so sánh nhanh với lại kết quả của Core i9-11900K của đời trước á, tức là bây giờ nó sẽ trên con Core i9-11900K khá nhiều. Ở đây các bạn có thể thấy được kết quả 11900K chỉ hơn 16.000 điểm đa nhân, còn đơn nhân sẽ chỉ có hơn 1.600 mà thôi. Và peak TDP, tức là lượng điện mà con Core i5 này tiêu thụ, nó cũng rất là thấp nếu mà phải so với con Core i9 hơn 230W kia. Con Core i5 nó chỉ ăn khoảng 130W và nhiệt độ dao động trong cái lúc mà mình test Cinebench R23 là chỉ khoảng hơn 60 độ C. Và peak mà nhiệt mà cao nhất mình ghi nhận được ở trên hardware monitor chỉ là hơn 70 độ C mà thôi. Bên cạnh đó, khi mà mình đo nhiệt độ của cái mainboard khi mà chịu tải hơn 100W điện của con Core i5-12600K này, thì các bạn có thể thấy là nhiệt độ của dàn VRM ở trên cái mainboard này khá là thấp và rất là mát. Là một cái nhiệt độ rất là lý tưởng cho anh em nào mà sử dụng con CPU này nó render trong thời gian dài. Sang bài test thứ hai là bài test 3DMark. Đây là bài test để mình so cái số điểm của UHD 750 là chủ yếu, nên là mình đã tháo Vega ra. Và cái số điểm cho ra là ngang ngửa so với hiệu năng của GT 740 2GB. Và với cái hiệu năng như thế này thì anh em có thể kéo cánh được tất cả những tựa game eSports nhẹ nhàng như là Valorant này, League of Legends này, hoặc là CSGO.
Thứ ba là test game benchmark các bạn. Đầu tiên là từ game Shadow of Tomb Raider thì mình test ở Full HD và Max Setting. Các bạn có thể thấy là ở tựa game này á, nhiệt độ của CPU chỉ dao động khoảng 50 độ C và mà thôi. Và khi mà mình bắt ra ngoài HD monitor thì mình ghi nhận được cái nhiệt độ cao nhất của nó cũng chỉ khoảng đó. Và peak TDP của nó cũng rất thấp, chỉ dao động khoảng hơn 70W. Còn đối với lại Final Fantasy 15 benchmark cũng ở Full HD và Max Setting, tựa game này thì thực ra mình sử dụng rất là nhiều những cái dàn máy khác nhau và cũng có test với lại Core i5-11600K, tức là đời trước của con này. Thì ở tựa game này khi mà kéo 3080Ti á, cái con Core i5 đời trước nó sẽ lên đến tận hơn 70% hiệu năng sử dụng. Còn đối với lại Core i5-12600K thì nó chỉ sử dụng đâu đó khoảng 50% thôi. Tức là Core i5-12600K này nó có IPC cao hơn đời trước khá nhiều. Và khi mà các bạn quy sang phần trăm á, thì nó sẽ cao hơn so với đời trước khoảng 30% nếu mà bạn so với lại Core i5-11600K. Và sức mạnh của con này thậm chí nó còn ngang ngửa hoặc là hơn so với con Core i9-11900K trong một số tác vụ, đặc biệt là đối với những tác vụ render giả lập AVX giống như là bài test Cinebench R23. Đó, vậy là mình đã test cho các bạn vừa game này, vừa giả lập render bằng R23 và cũng như là cũng có chấm điểm cho các bạn con iGPU trên cái con CPU này. Và trả ra cái kết quả rất là tốt và rất là khả quan. Và phải nói với các bạn nha, cũng giống như đời 11, cũng giống như đời 10, đây là cái con CPU mà mình mong đợi nhất và cũng là con CPU mà mình đánh giá là best PP, tức là hiệu năng gia thành tốt nhất, chứ không phải là những con Core i9 và Core i7. Giống như một cái bài test trước đó mình đã có test cho các bạn xem, là con Core i9 nó khá là nóng và nó khá là kén tản. Vậy nên á, là nếu như bạn chỉ là một người cần hiệu năng đơn thuần là nó mạnh ngang ngang con Core i9 đời trước, cũng như là bạn gaming này, bạn cần xung cao này, bạn cần nó phải mát mẻ, phải tiết kiệm điện, thì Core i5-12600K nó là một cái sự lựa chọn nổi bật nhất trong tất cả những con Intel Gen 12 tại điểm hiện tại. Bên cạnh đó thì đối với lại con main này, vì là một con main phục vụ cho creator, các bạn sẽ có thêm 4 cái slot để cắm M2 SSD Gen 4. Vậy nên là nó sẽ phục vụ tốt cho những nhu cầu về creator của bạn khi mà đi cặp với con Core i5 này, và cũng như là DRAM 4 ở trên đây nó vẫn rất là tốt các bạn ha. Nếu như bạn nào muốn tiết kiệm cái dòng tiền của mình để mà đầu tư một dàn máy á, thì DRAM 4 tại điểm hiện tại bạn vẫn có thể khai thác hiệu năng của con Core i5-12600K này một cách hiệu quả. Đó, vậy thì chốt lại, các bạn có lựa chọn nó hay không thì comment lại phía dưới cho mình biết nha, mình đọc hết đó. Cảm ơn các bạn đã xem video đến tận giờ phút này, và đừng quên nếu video này hay, hãy để lại một like, một share, một subscribe như một sự ghi nhận cho công sức tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Peace.